vị đang quay trở lại với chương trình Sàn đấu ca từ. Và đây là vòng thi đấu thứ tư, tên gọi đó chính là Biến hóa khôn lường. Xin mời hai thành viên còn lại hãy về với đội của mình. Chúng ta sẽ đấu tập thể. Vô đây. Luật chơi, chúng tôi sẽ có hai chủ đề. Và trong mỗi chủ đề sẽ chứa đựng một bài hát. Và trong bài hát này, dĩ nhiên độ khó nó là khó nhất của chương trình. Bởi vì cả ba thử thách đó chính là tàng hình, phản chiếu và truy tìm đều xuất hiện trong bài hát này. Và liên tiếp diễn ra không ngừng lại. Nếu các bạn ngừng lại, các bạn sẽ bị tính là không vượt qua được thử thách. Và nếu đội chơi nào hoàn thành xuất sắc được cả ba thử thách, dĩ nhiên giải thưởng 12 triệu đồng thuộc về các bạn. Trong trường hợp cả hai đội đều xuất sắc, ai cũng làm được hết, giải thưởng sẽ được chia đôi. Và trong trường hợp không đội nào làm được thì giải thưởng sẽ trở về số 0, không thuộc về đội nào cả. Và đối với vòng chơi này thì các bạn sẽ chọn ra một thành viên duy nhất để thể hiện bài hát này. Chúng ta sẽ thi lần lượt và chúng ta sẽ có 5 giây để giành quyền để chọn cái chủ đề mà chúng ta mong muốn. Thì đội nào bấm chuông nhanh hơn sau 5 giây, đội đó sẽ giành được cái quyền chọn cái chủ đề. Chỉ một người chơi duy nhất thôi. Đúng rồi, chỉ một người được hát. Hai thành viên còn lại sẽ đứng về phía sau cổ vũ, không được nhắc. Hãy suy nghĩ thật kỹ, dành vào những chuông để dành cái chủ đề nào mình cảm thấy là quen thuộc nhất. Và bây giờ là hai chủ đề của chúng tôi, xin mời. Và thời gian những chuông bắt đầu. Xin mời đội sẽ thắng. Bạn chọn chủ đề gì? Biết mấy bài về biển không? 5, 4, 3. Chọn. Bạn chọn chủ đề đó chính là hình một cặp đôi nam nữ yêu nhau và bên cạnh là một cô bé FA. Các bạn có thể suy diễn này là em gái mưa nhưng hoàn toàn sai. Đây không phải là em gái mưa. Nè giống nè. Đây là một đôi nam nữ yêu nhau, bên cạnh là một cô gái không có người yêu mà trời nắng nữa. Vì thế đây là bài hát Mưa trên cuộc tình. Bài gì vô lý. Rồi, Mưa trên cuộc tình. Ai hát? Ai là người hát? Bình Minh hay là Hiền Trinh ạ? Hay là Buka? Mưa trên cuộc tình hát sao ta? Chú bài này quen lắm luôn á. Bài này nhắm mắt tôi hát không được. Rồi, Trinh nha. Trời ti tết bên Hiền nhà. Đúng Trinh nha. Trinh ơi, em thi đi em. Buka luôn về sau nha. Dạ thưa quý vị, như vậy là đội sẽ thắng cử ra đại diện đó chính là Hiền Trinh. Bài hát bắt đầu. Liên tục nha Trinh nha. Sẽ bắt đầu hát. Xin mời. Giọt buồn rơi, rơi lặng lẽ trên con đường dài. Sau 5 giây. Hát tiếp ạ.
Tiếp tục. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào, từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặc cho thời gian hờ hững gió nhanh mai đầu. Trời ơi, Trinh ơi, Quýnh giỏi hát vậy. Tiếp. Kỷ niệm xưa cho em. Rồi, lên luôn. Tiếp. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vỡ cành rồi, thầm cầu mong cho em ngỡ quên những ngón kỷ niệm xưa. Hy vọng cũ mãi trôi về đâu, giờ đã hết bao yêu thương cô đơn lối về. Mạnh mẽ lắm Trinh. Chúc mừng chị. Ừ thì hệ thống chúng tôi đã chấm điểm của phần thi này của đội sẽ thắng. Xuất sắc, các bạn vượt qua được không thử thách. Hay quá, hay. Cảm ơn nha. Chủ đề của đội vô địch xin mời. Đây, đây, một cặp cô dâu chú rể đứng ngoài biển, ở bãi biển, người ta gọi đây là bài hát biển tình. Thắm tình, ủa? Biển tình. Biển tình. Và đó cũng chính là bài hát thử thách dành cho đội vô địch. Ai hát, ai hát? Ai hát? Anh Đức đi. Anh bông đỏ bay rồi. Hai người kia lùi lại. Hai người kia lùi lại. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọn trang theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Sau 5 giây, 5 giây thì anh Đức sẽ phải hát. Hai người chơi còn lại không nhắc nha. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biến giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Tiếp tục. Sau 5 giây. 5 giây. Xin mời. Trăng nhô lên cao, chân gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Tiếp tục. Người xa thế nhân lãnh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Xin mời. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước, xiết tay dắt nhau mình lãnh xa thế nhân, lãnh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Ôi anh sẽ đẹp vì có ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm, biển xanh khát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Và như vậy không, câu đầu đúng không, câu đầu đúng. Chinh phục được 3 thử thách, đội vô địch đã giành chiến thắng trong vòng chơi này với trị giá giải thưởng 12 triệu đồng. Và xin mời các bạn. Và thưa quý vị, dĩ nhiên
bằng tình yêu của những người anh em với nhau. Anh ấy vừa bước vô đã nhìn Quy ánh mắt chiều mến, đầy thiện cảm. Tôi dự đoán được đây đội sẽ thắng rồi. Và thưa quý vị, kết quả ai cũng đã biết rồi. Bây giờ chỉ việc trao tiền thưởng thôi. Và họ thì cũng bình thường thôi các bạn à. Các bạn cũng chơi cũng gọi là tạm tạm, nên giải thưởng của các bạn nó cũng là con số rất là nhỏ thôi. Chúc mừng các bạn, 27 triệu thôi mà. Còn bên kia, còn bên đây, đối với sự nỗ lực hết mình và một giọng ca đầy thuyết phục của Buka cùng với hai người bạn trong đội chơi của mình, các bạn đã dành cho mình một giải thưởng thật lớn, thật hấp dẫn và bất ngờ. 30 triệu 3 triệu đồng. Dạ đúng quý vị, như vậy là các giải thưởng đã được trao cho những người xứng đáng rồi. Và bây giờ chúng tôi sẽ được nói lời chào tạm biệt. Tất cả quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình Sàn Đấu Ca Từ, đó chính là 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là cô giáo, còn đây người học trò đó. Dạ, trời ơi, em học trò của cổ đó, mới biết đâu là yêu, mình yêu nhau mà. Ôi trời ơi. Xong rồi đi khắp không chứ Đỗ Phú Quý nữa khắp hả? Cái gì vậy? Cái gì đúng thế này vậy? Tập 7 Sàn Đấu Ca Từ phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 24 tháng 3 năm 2018 trên kênh HTV7.